Chào anh em, biết đây cái gì không? Đây là cái lỗ inox này. Lỗ inox ở đây gọi là lò inox được. Cái này chắc anh em cũng đã dùng qua biết rồi, một số anh em mình chưa có biết. Cái này đường kính của cái này nhỏ này là 30 cm, cái lớn này là 35 cm. Cái này bằng inox mà nghe rất là hay. Hiện tại cái này mà hàng đang hot cho anh em chơi toàn lần. Thì một giá tiền của một cái 30 cm này là 700, cái 35 cm này là 800. Anh em truy cập website phongvnf.com hoặc vào số hotline 0989 85 628 tập trung để đặt hàng. Đây anh em nghe thử nhé. Thank you.